Tháng 4 là tháng rất là ý nghĩa đối với tất cả tăng ni Phật tử trên toàn thế giới, là cái tháng mà kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Cả chùa chúng ta đang rộn ràng công tác chuẩn bị cho đại lễ Phật đản. Và Thầy cũng biết tất cả các đạo tràng của chùa và ở nhà cũng đang hết sức là nỗ lực chuẩn bị quần áo, cờ hoa, đèn để mang về dự đại lễ. Mình rất vui và hoan hỉ khi được tham gia làm những chiếc đèn lồng để chuẩn bị cho đại lễ Phật đản ạ. Làm rất chăm. Tâm nguyện của cô là về làm những Phật đản. Theo bông hoa về là cô cũng rất là vui. Cầm mong cho trời đứng hỏi cho nó ngán cái bà nhanh được vào chùa. Đây là lần đầu tiên con làm lòng hoa, con cảm thấy rất vui mừng và rất phấn khởi ạ. Diễu hành như mình này càng ngày càng đông hơn, càng vui hơn mà càng tinh tấn hơn đấy. Tề nhà tam vàng,